tour xe siêu tốc có 102. À, hôm nay sẽ có, đây là những chiếc siêu xe cực kỳ khủng khiếp, các bạn cùng chờ xem ai sẽ là người chiến thắng nhé. Vâng, thưa các bạn, đây là giải đua xe siêu hạng. Các giải đua xe này 4 năm mới diễn ra một lần. Rồi. Đây là đội của tròn xóm. Xin giới thiệu, đây là chiếc xe Bolt Petermine của mình, mua với giá 1.550.000.000. Rồi, rồi. Còn anh? Xin giới thiệu, đây là xe Superman, bây giờ với giá là 1.5 triệu. Nào, còn anh tròn. Thưa các bạn, đây là xe Omaichua, mua với giá 2.850.000.000. Vâng, còn lại các này, đây là con Super của Superman. Con này sẽ là con xe chiến thắng ngày hôm nay. Rồi, bắt đầu. Đây là được các bạn, đây là vạch xuất phát, thưa các bạn. Vạch xuất phát nha. Và đây là đường đua của chúng ta. Chuẩn bị sẵn sàng. 1, 2, 3, đua. Vâng, xin giới thiệu, đây là đội đua và đường đua tiếp theo là đường đua 1.000m. Và đường đua này là đường đua thẳng. Rồi. Đường đua thẳng, chạy thẳng đến không ạ? Xuất phát. Một cái cầu thủ bị bắt dép. Đệ tròn, đây là đệ tròn đã bị kiệt sức do cuộc đua này quá căng thẳng. Rồi. Còn đây là người chiến thắng, giỏi nhất, đại ca tròn. Thanh niên này rất là cao to nhưng mà không ăn thua. Bọn này chạy nhanh quá, không chơi được. Rồi lần sau sẽ là giỏi nhất. Đây là đội